Câu thứ 6, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con xin phép được hỏi thầy một việc như sau. Hiện nay trên bàn thờ của gia đình nhà con có 4 bát hương gồm: một bát hương thờ thần linh, một bát hương thờ gia tiên, hai bát hương thờ bà cô và ông Mãnh. Bây giờ con muốn gộp chung bát hương bà cô và ông Mãnh vào làm một. Như vậy trên bàn thờ còn 3 bát hương. Xin thầy chỉ bảo con làm như vậy có được không? Nếu được thì con phải làm thủ tục như thế nào khi gộp 2 bát hương trên? Dạ con kính bạch thầy ạ. Thì thường thường thì ngày xưa các cụ chúng ta nói là nếu mà thờ thì thường là 3 bát hương hoặc là 1 bát hương. Nhưng mà 1 bát hương ấy, mà thờ chung ấy, trên ban thờ mà 1 bát hương thờ chung cả thần linh và gia tiên là một ấy, thì cũng không ổn. Vì ngày xưa các thầy đi học ngay các cụ hòa thượng thượng tọa nói rằng gia tiên chúng ta không thể ngồi chung với thần linh được, vì thần linh các ngài là gì, là cao hơn. Ở đây là theo cái các cụ ngày xưa các cụ dạy, cũng như là cái quan niệm của dân gian chúng ta như vậy. Đó. Phật thánh sau đến thần xong đến mới gì, mới phàm phu chúng ta. Đó. Mà đặc biệt là các cụ ngày xưa là chúng ta biết là ví dụ như đi đình đi đền chẳng hạn, ngày lễ ngày Tết ngày đại lễ chẳng hạn, phân ra từng chiếu Hà Nội, các cụ thượng thì ngồi chiếu trên, cụ trung thì ngồi chiếu giữa và cụ hạ thì ngồi chiếu dưới. Đó. Cho nên cái quan niệm cái cách sống của người xưa như vậy, cho nên thì sau khi cho đến bây giờ cái phong tục tập quán thì nó thành cái thói quen nếp quen rồi, cho nên thì người ta cũng không thờ chung là một bát hương thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu chung hổ lốn tất cả vào một cái rồi. Đấy, mà thường là phải 3 cái, một cái thần linh to hơn thì để ở giữa. Đấy, trang trọng. Còn cái gia tiên thì thờ bên tay phải của mình hướng vào, tức là tay trái của thần linh hướng ra, tay phải của mình lễ Phật thế này và bên tay phải của mình hướng vào á, thì đấy gọi là bên đấy thì để gia tiên, và bên tay trái của mình hướng vào á thì để tổ cô tổ cậu. Đấy, 3 cái như vậy. Thế còn gia đình là mà thờ Phật, Phật thì ra ngoài tam giới rồi, Phật thì không tính vào ở trong cái vòng tam giới ấy. Cho nên nếu mà họ có thờ Phật nữa thì trên bàn thờ mà thấy có 4 cái, thường là một cái để cao hơn, kê một cái kệ cao hơn khoảng 15 2 30 phân hoặc treo cái giá lên cao á, thì đó là thờ Phật. Thì Phật thì không tính vào ở trong tam giới, Phật là gì, xuất ly tam giới, cho nên không tính vào trong đó. Thì vậy mà nếu có 4, một cái thờ Phật nữa là 4 thì cũng không sao. Còn trên bàn thờ mà không thờ Phật thì có 3 cái: thần linh, gia tiên, Phật tử này nói tổ cô một cái, tổ cậu một cái, thì 2 cái nên nên dồn là một. Vì các thầy ở đây hay đi bốc bát hương cho các Phật tử, cũng hướng dẫn cho Phật tử thường tổ cô tổ cậu dồn là một. Đó. Thì ngày xưa thì cũng có nhà là cứ một cô một cái, một cậu một cái, có gia đình có mất 2 3 cô cậu mất trẻ thì 2 3 bát hương để 2 3 cái, mỗi một cái là để đóng cái nhỏ nhỏ trên tường, cái treo đầy vào nhà, có khi nhìn thấy 4 5 cái bàn thờ, phải làm sao thờ lắm thế, bảo nhà con nhiều bà cô ông mạnh. Nhiều nhiều nhà thì họ lại đấy gặp cái ông thầy họ họ tư vấn cho thờ như thế, đặc biệt ở nông thôn. Thành phố thì bây giờ thì cái văn minh đô thị nó cũng đỡ rồi, nhưng nông thôn ngày xưa chúng tôi đến những cái nhà cổ cổ, có nhà thì cao thủ là tôi đến cái nhà dưới Yên Sở Hoài Đức Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Ngày xưa tôi có cái chùa ở dưới chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức, đến một cái nhà là có 11 ban thờ, 11 ban thờ. Thế hỏi ra người ta bảo đây là ban thờ thần linh này, đây là ban thờ cụ cố này, đây là ban thờ ông nội này, đây là ban thờ bố này, đây là ban thờ mẹ này, còn đây ban thờ là gì, 6 7 cái vong, thì người thì là anh liệt sĩ trẻ này, người thì là cô đỏ này, là cậu đỏ này, cái gì gì vân vân, rồi đến 11 cái ban thờ treo đầy tường, mỗi ban thờ một cái bát hương treo đầy tường. Cái ban thờ thần linh giữa to nhất thì để ở dưới cái tủ tủ chè nhà ngày xưa. Chứ hỏi làm sao mà thờ nhiều như bảo là các cụ ngày xưa thờ như thế, thờ lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ, sinh ra lớn lên thì đã thấy bát hương như thế rồi, cứ thế là thờ thôi. Khi chúng tôi đến để làm lễ mới dồn lại cho thì 3 cái, một cái thần linh giữa, cái gia tiên ở bên tay phải hướng vào, tổ cô tổ cậu tất cả trong cái gia đình chi họ đấy, một cái thế là nhìn nó trang nghiêm thế nào, nhà cửa ai đến thấy là nó cũng không nặng nề về vấn đề gì, vấn đề tâm linh quá, âm dương nó phải hài hòa. Đến một cái gia đình mà cứ thấy là
tâm linh mà nói lúc chỗ nào đến 11, một cái 11 cái ban thờ trong một một phòng thì một cái phòng khách ấy thì mọi người đến chỉ thế thờ phụng, như là còn nặng nề hơn là vào đồng bóng, nặng nề hơn là vào một cái phổ, cái điện thờ. Thế mọi người ai đến nhà mình, người ta ngồi, người ta có việc người ta đến nhà mình, cái ngồi uống nước người ta có khi người ta cũng ngại, không dám ngồi lâu. Cho nên cái này thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng đấy cái phong tục tập quán ngày xưa. Còn là Phật tử đây thì có muốn dồn vào thì nên làm cách nào? Thì cái này thì tốt nhất thì nên đến cái chùa gần nhất thì bạch các thầy tư vấn cho. Tư vấn cho mình làm thì nó đúng hơn và mình yên tâm. Đấy. Mình yên tâm không thì muốn nếu mà làm lại thì trước khi làm mà thế nên chỉ ba biến đại bi thập chú, bát nhã và niệm Phật. Niệm Phật xong một cái thì bắt đầu mình khấn thần linh gia tiên nhà mình, tổ cô tổ cậu cái việc như thế, chúng con là con cháu tên là như thế, địa chỉ như thế, nay xin đem công đức chỉ chú niệm Phật lễ Phật này để hồi hướng cầu nguyện thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu, thì chứng minh cho chúng con xin được dồn hai bát hương tổ cô tổ cậu của dòng họ nhà mình là gì đấy, nói ra địa chỉ ở đâu vân vân đó, thì để dồn vào là một để thờ phụng cho nó trang nghiêm. Thế như thế xong một cái thì làm xong một cái thì bắt đầu mình lại trì cho ba biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật, xong đó thì tụng cho một bộ kinh, một biến kinh Phổ Môn hay một biến kinh Dược Sư hay bộ kinh Địa Tạng đều được cả, hay là bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A Di Đà đều được, mình quen tụng kinh gì thì tụng đó, thì cái đấy đều được. Nhưng mà nếu mà để cho yên tâm thì có thể nếu gần chùa nào đó thỉnh các thầy đến, các thầy tư vấn, các thầy giúp cho thì mình yên tâm mãi mãi lâu dài về sau đó.